Xin chào các bạn. Omega là thương hiệu đồng hồ gần như ai cũng từng nghe qua nhưng lại rất ít người biết về lịch sử và sự ra đời của thương hiệu này. Vậy nên hôm nay đồng hồ Zerwatch chia sẻ với các bạn lịch sử thương hiệu đồng hồ Omega này nhé. Nguồn gốc khai sinh của thương hiệu danh tiếng này bắt đầu từ năm 1848 qua nhà chế tác đồng hồ Louis Brand nổi danh với những chiếc đồng hồ bỏ túi. Công ty bắt đầu được biết đến khi vào năm 1917, không quân hoàng gia Anh và năm 1918 là lục quân Mỹ chọn hãng làm đồng hồ cho binh sĩ dùng trong chiến trận Ban đầu, mọi người biết đến Omega qua cái tên Omega SA đọc là Omega là một công ty thụy sĩ chuyên sản xuất các loại đồng hồ đắt tiền có trụ sở tại BLBNA, Thụy Sĩ. Sau khi Louis Brands qua đời vào năm 1879 vì tuổi tác, hai con trai ông là là Louis Paul và César đã lập xưởng sản xuất linh kiện trực tiếp thay vì nhập lẻ từ các công ty sản xuất khác. Công việc phát triển nên họ chuyển vào làm việc tại một nhà máy nhỏ đầu năm 1880. Hai năm sau, Công ty rời đến một nhà máy từng là nơi sản xuất sợi ở thành phố Vienna và cho đến ngày nay, trụ sở chính của Omega vẫn ở Vienna. Louis Paul và Cesar cùng mất năm 1903, để lại công ty sản xuất đồng hồ lớn nhất của Thụy Sĩ, với 240.000 chiếc được sản xuất hàng năm và nhân công 800 người, cho 4 người trẻ tuổi, người nhiều tuổi nhất trong số đó Paul Emile Brand chưa đầy 24 tuổi. Brand là một kỹ sư và là người gây dựng nên thương hiệu Omega trên toàn thế giới. Uy tín của Omega nói riêng tiếp tục lớn mạnh trong những năm đầu của thế kỷ 20 khi các bộ sưu tập của hãng giành được nhiều giải thưởng, đạt được những kỷ lục về độ chính xác và chưa bao giờ bị phá vỡ bởi thương hiệu nào. Ý nghĩa ban đầu của thương hiệu Omega không như ngày nay, mà nó vốn là tên của một trong những cơ cấu chuyển động. Trong thế chiến thứ hai, Omega đã cho ra mắt những chiếc đồng hồ có kiểu dáng thể thao, độ chính xác cao mà lính bộ binh và các lính không quân đều phải phụ thuộc vào nó. Cái tên Omega dần dần đồng nghĩa với sự khéo léo tinh tế đến từng chi tiết. Trong những năm 1950, một số các dòng sản phẩm Omega tiêu biểu nhất đã được giới thiệu bao gồm A Chronograph, Semester và Constellation độc đáo. Cuộc bán đấu giá Omega Mania năm 2007 được bán sạch đã chứng minh những chiếc đồng hồ Omega cổ điển vẫn luôn được mọi người ưa chuộng đến thế nào. Cho tới cuối thập niên 1960, Omega vẫn là một cái tên được liệt kê vào hàng đẳng cấp nhất trong ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ của thế giới. Omega khi đó sở hữu tất cả mọi thứ để khẳng định ngôi vị này. Một thương hiệu đã tồn tại suốt từ năm 1848, là chiếc đồng hồ đầu tiên được đưa lên mặt trăng, đồng thời cũng là chiếc đồng hồ chính thức đầu tiên sử dụng cho thế vận hội. Trong số những dòng sản phẩm kinh điển của Omega, mẫu nhân ở là một huyền thoại thực sự khi nó đóng vai trò phiêu lưu ký tham gia chuyến phiêu lưu khoa học vĩ đại nhất của nhân loại vào ngày 20 tháng 07 năm 1969. Đó là ngày Omega trở thành chiếc đồng hồ đầu tiên được lựa chọn để đi lên mặt trăng với dây đeo bằng da trên cổ củ tay của nhà du hành vũ trụ Bùm Andrin khi ông theo sau Neil Armstrong bước đi trên bề mặt của mặt trăng. Lúc đó chiếc Omega của Armstrong ở đâu? Nó được đặt trên tàu Lunar Module như một thiết bị xa lưu dự phòng cho hệ thống định thời gian điện tử của con tàu. Vai trò của Omega trong chuyến đổ bộ trên mặt trăng Apollo 11 là điểm quan trọng nhất của câu chuyện phiêu lưu đầy hứng thú này, một câu chuyện được bắt đầu bằng hai nhiệm vụ cuối cùng của chương trình Mercury. Những thử nghiệm chính thức đầu tiên của chiếc Chronograph diễn ra năm 1964 khi Nakha cho thử nghiệm những sáng tạo. Đóng góp tuyệt vời nhất của một số các nhà chế tác đồng hồ bằng cách đưa những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe vào các chiếc đồng hồ Chronograph này bắt buộc vượt qua những thách thức chưa từng có trong lịch sử. Mục đích cuối cùng là họ phải tìm ra một chiếc đồng hồ Chronograph có thể chịu được những điều kiện khắc nghiệt của cuộc hành trình đi lên mặt trăng đầy thử thách. Đến tháng 3 năm 1965, Nakha đã có được câu trả lời. Một điều đáng chú ý từ báo cáo thử nghiệm năm 1965 không chỉ đề cập đến việc Omega Speed Nhân là chiếc đồng hồ duy nhất vượt qua các cuộc thử nghiệm với kết quả và thành công mỹ mãn. Năm 2007, người hâm mộ ngạc nhiên và thú vị khi Omega cho ra mắt lại mẫu Seamaster Pro Pro F 1200M, tài thiết kế của dòng Seamaster Pro Pro F của năm 1970. Tuy vẫn giữ nét đặc trưng về trực quan của dòng sản phẩm thiết kế từ các bậc tiền bối nhưng đưa khả năng chịu nước đến độ sâu đáng kinh ngạc là 1.200m. Nó cũng sử dụng công nghệ đồng trục của Omega trong bộ chuyển động. Nói đến tầm quan trọng của bộ thoát đồng trục coaxial phải kể đến công sức của George Daniel, một nhà chế tác đồng hồ người Anh đã phát minh ra bộ thoát đồng trục này. Bộ thoát là trung tâm của chiếc đồng hồ cơ. Nó vẫn có quả lắc dao động giúp cấp nguồn và điều chỉnh cơ chế định thời gian. Những chiếc đồng hồ có bộ chuyển động đồng trục sẽ duy trì độ chính xác lớn hơn trong khoảng thời gian dài hơn và ít cần bảo dưỡng hơn. Vậy bộ thoát đồng trục quan trọng như thế nào? Omega cho biết nó là bộ thoát đồng hồ cơ thiết thực mới được giới thiệu từ khi những chiếc đòn bẩy thoát của Anh và Thụy Sĩ được phát minh vào thế kỷ 18 và 19. Và khi công ty giới thiệu Calibre 2500 Coaxio vào năm 1999 thì ngay lập tức nó đã ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ cơ. Daniels cho biết thêm, Omega đã đủ dũng cảm để đảm nhận công nghệ mang tính cách mạng này cho dù những lời bình phẩm và những thái độ hoài nghi của ngành công nghiệp đối với thương hiệu. Ngoài công nghệ, Omega còn thể hiện vẻ đẹp và sự sang trọng qua dòng sản phẩm Constellation. Bên cạnh mẫu Constellation Opulent, Constellation Manhattan được giới thiệu năm 1982 đặc biệt hơn bởi những vấu kẹp và chiếc grip là hiện thân của tính thẩm mỹ. Grip được giới thiệu với vỏ và vòng đệm được thiết kế gắn chặt vào nhau, thiết kế không thể thiếu hỗ trợ cho tính năng chịu nước của đồng hồ. Vào năm 1995, siêu mẫu Crawford trở thành gương mặt đại diện mới của Omega, mở ra kỷ nguyên các thương hiệu lớn dùng người nổi tiếng làm đại sứ. Những tiến bộ công nghệ liên tục được đưa ra cũng là bằng chứng cho cam kết trở lại đỉnh cao của Omega. Vào năm 2007, hãng đưa vào sử dụng cơ chế chuyển động cơ học mang tên 8500, cơ chế chuyển động đầu tiên hoàn toàn do hãng phát triển trong vòng 20 năm. Cho dù là công nghệ hay thiết kế kiểu cũ hay mới, Omega đã tồn tại qua nhiều năm bằng chính tên tuổi của mình. Cái tên được lấy từ ký tự cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp, một ký tự nói lên sự hoàn hảo với ý nghĩa không một đối thủ nào so sánh và đánh bại được. Vâng, trên đây là toàn bộ thông tin về thương hiệu đồng hồ Omega. Các bạn thấy hay và ý nghĩa hãy nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ để xem nhiều video hữu ích khác bạn nhé. Bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.